Ơ từ từ đừng có lấy đồ ra, bỏ trong đó cất đi. Làm sao để lấy cái đồ này mang đi mở mở đồ chơi nơi khác chứ không để mở đây. À, làm đi chứ. Rồi, chạy. Để đi lấy đồ chi đây? Đồ chi. À đúng rồi, đây. Lấy cái gì đấy? Không được tập lấy. Có phải chỉnh áo hả? Để cân cảnh cho coi. Từ từ thôi, quay nhìn ống kính là nhiều người hình như là. Rồi. Thế bây giờ cậu đặt lên đây để chở đi đúng không? Đúng. Rồi, chúng ta sẽ đặt lên đây nhá. Giờ con sẽ mở máy cẩu cao lên. Mở máy cẩu, nâng hết cỡ máy cẩu lên. Cỡ lên. Cao cần hết cỡ chưa? Rồi. Đang còn cái này nữa mà. Quên à? Quên. Cao cần lên, cao qua đây cho. Không có bị nè. Rồi. Kéo lên. Bạn lôi máy cẩu lên. Rồi, được rồi. Lên được đây rồi. Máy cẩu cẩu lên rồi. Thả lấy cái chốt đi ra đi. Lên cả chốt ra. Mà khấn rơi. Để, rồi, thu máy. Con phải cua đi chứ. Em phải đi nhanh chứ. Trời ơi, cua đi. Xem. Đi ra ngoài kia để bóc thả bóng đồ này. Mà ra ngoài chỗ bãi kìa. Hôm nay trong cái bỉ này có cái gì mà đánh con hoang ra rồi. Kéo đi. Đi nhanh. Tốt, rồi, đưa qua đây. Rồi. Bây giờ mở túi này, rồi tao chỉ hiện đây chơi. Máy gì đây, nói tiếng Anh luôn. Máy xúc. Máy xúc tiếng Anh là gì chị Thanh Huyền nhờ? Mà nói tiếng Anh là gì? Red. Màu gì đây? Màu vàng. Tiếng Anh là gì? Không biết. Yellow. Màu. Ủa từ từ chứ, từ bóc, có xếp được kia. Bóc được cái nào rồi. À, màu này có màu gì đây? Màu xanh lục biển. Từ từ đâu, quay đây đây. Nói tiếng Anh bạn dạy cho. Màu xanh lục biển. Là cái gì nhỉ? Blue hay green nhỉ? Green. Tiếng Anh mà. Bờ gì? Blue. Black. Black. Xếp lại kia, xếp lại kia. Xếp lại kia. Nào. Ok, còn gì nữa không? Lấy. Ui ui, sao mấy múc giá thế? Hàng cát đẹp lắm đấy. Đây. Có còn điện không? Đây. Máy xúc máy này, máy xúc đây này. Không có thể đưa được cái này này. Ô, đang lại lộn ngược rồi. À, đây, nó xúc này, nó xúc gạt, có cả gạt, cả xúc luôn. Đây này, có mấy cây. Chắc là hết pin rồi. Đây. Bấm nút khác. Hết pin rồi, sao thay pin? Rồi xếp ra kia đi. Đúng ạ. Đẹp quá chơi được chứ. Không có đẹp quá chơi được. Ừ. Giật giật đây. Đây là chú bộ đội này. Đúng. Đây là cái thanh giật này. Thanh như này. Bắn giật giật. Đây là thanh tên nữa. Súng này con đèn này nhưng mà như là bị ô đèn led ấy, bị rơi mất rồi. Rồi xếp ra kia đi. Chép lại đây này, hàng đây này. Nhìn thấy tan toàn hoang rồi. Còn gì nữa không? Ô robot của nhà anh. Có đục pin này, có công tắc ở đầu bên hông này này. Hết pin rồi, sao ba mở cho ba tắt pin này. Chà, sắt anh hùng Superman à? Không, đây là anh robot. Xe tô
Không nên được. Không nên được. Không nên được à? Không. Thôi điều khiển sao? Để cho tôi xuống chạy coi. Kem. Kem bị hỏng rồi. Bị hỏng rồi, không có cái chi cả. Bị để lâu quá là đã chết rồi. Cái đồ chơi được đây. Con hổ. Con hổ Tiger. Tiếng Anh là Tiger. Ê, ba bắt được cái xe. Xe chở thú. Nè. Có nhiều robot đây này. Nhìn chưa? Tôi cao hơn. Đá đồ kè. Ô, có con nai nữa. Được con đá xe chở thú đi. Thấy tao cao chưa? Rồi. Hết rồi đây. Hết được chơi rồi. Rồi. Mình sẽ đi múc cát. Mấy